当然是我。呜，哼，哇，哇哦，哇哦，是我，对的我，对的我，了解 Helios 来，thật sự ấn tượng đó。Cảm ơn mọi người. Đúng là một buổi diễn đáng xem. Cảm ơn mọi người. Đúng vậy đó. Thêm nữa đi, chưa xem đủ mà. Đây không phải là điệu nhảy truyền thống của người Helios. Vũ đạo trong thật nước cười mà âm điệu nghe chán quá. Vị bằng hữu đây, tôi thấy cậu có vẻ có điều gì muốn nói. Hả? Mai phục người khác không phải là truyền thống của lễ hội nơi đây đâu nhé. Không phải chuyện của ngươi. Là hắc ma pháp sư. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Mọi người bình tĩnh, bên này. Mọi người không cần phải sợ. Có tôi ở đây. Người có biết người đang chống là ai hay không hả? Cái gì? Lĩnh đồ của ta đi. Hôn đồ. Hôn đồ. Ôi không. Ta vẫn chưa sống với ngươi đâu. Ê, vị bằng hữu này, anh đã đắc tội gì với bộ hắc ma pháp sư này mà để chúng đuổi theo anh không buông vậy? Nhân tiện, những lời anh vừa nói về điều dạy của tôi sẽ không để tâm đâu. Chúng ta đều rất tuyệt vời, tôi tự có thể sắp xếp mọi việc, không cần anh nhúng tay. Anh không cần cảm ơn tôi. Chỉ có như thế này thôi sao? Ném thử ám tiễn này xem. Ám tiễn. Cẩn thận. Ôi không. Cần phải sơ tán đám đông trước đã. Đến đây. Anh bạn. Đây, bỏ lên đi. Chúng ta phải đánh lạc hướng chúng. Cái người được hồng thoát, đuổi theo. Có chân, có đoàn diễu hành phía trước. Chúng ta phải chậm lại. Vô ảnh dược. Hả? Chậm lại rồi. Xem chút nữa. Sức mạnh thời gian. Người đây rốt cuộc là ai? Cái người có thể chạy nhưng không trốn thoát được đâu. Cái gì? Chúng trở lại rồi. Có cái gì đó không đúng. Không lẽ là... Không. Để ngó. Chết đó. Chỉ với chiêu nhỏ mà đã khiến các ngươi rơi vào trận pháp của ta rồi. Hãy nếm trải đi. Hả? Đây là trò gì thế? Chưa từng thấy bao giờ. Các ngươi chuẩn bị đi chết đi. Sức mạnh to lớn của ta sẽ nghiền nát các ngươi thành từng mảnh. Được thôi, hãy kết thúc chuyện này đi. Bóng tối, mở ra. Không, lão đại, người vẫn còn trong pháp trận đấy. Hả? Cái gì? Nếu đã mong mỏi đến như vậy, tại sao anh vẫn chưa quay về? Tôi mới là người nên hỏi. Tại sao hoàng tộc Helios lại xuất hiện ở đây? Vì anh đã biết thân phận của tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi ở đây là vì anh. Vì tôi? Tôi sẽ không chạy múa cho hoàng tộc đâu. Tôi đã tiếp nhận thiên mệnh và tôi được cử đi để tìm anh. Thiên mệnh? Ý của anh là từ dùng đất mắt thần, thần thời gian.
Tham gia ngay chuỗi sự kiện 5v5 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 để nhận ngay skin L'Oreal Nữ Vương Học Đường bậc S hữu hạn. Vào game ngay thôi!